Tiếp theo là câu hỏi thứ 6. Đệ tử là cư sĩ trong Niệm Phật Đường Diệu Âm ở Đại Đồng Sơn Tây. Niệm Phật Đường là phòng khách của nhà con, thành lập đến nay đã 7 năm. Chúng con chuyên tu tịnh độ, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu A Di Đà Phật. Ngày ngày như vậy, buổi chiều thí thực cũng chỉ niệm Phật hiệu, nhưng sức khỏe của toàn thể cư sĩ đều không tốt. Không biết có gì không như pháp. Có ba vị pháp sư xuất gia nói chúng con thí thực thì không được, chỉ có niệm Phật, nhất định phải dùng nghi thức mong sơn, xin lão pháp sư khai thị. Cách nói này không nhất định đối với việc của quỷ thần. Ngạn ngữ nói rất hay, thành tắc linh. Chỉ cần tâm địa chân thành, nghi thức không quan trọng, cư sĩ tại gia chưa học qua, quỷ thần đương nhiên cũng là phàm phu, họ cũng chấp được. Nhưng bạn chưa học qua thì họ sẽ tha thứ cho bạn. Nếu bạn học rồi mà không như pháp thì đôi khi họ sẽ không tha thứ cho bạn. Bạn chưa học qua, bạn có tâm rất cung kính thì họ cũng rất lịch sự với bạn. Cho nên người đồng tâm ấy, tâm đồng lý ấy phải hiểu đạo lý này. Thì dù nói bạn nhìn thấy một người không biết quy củ, nhưng họ vô cùng thành khẩn đối với bạn, mà làm chút việc sai sót thì bạn có trách họ không? Sẽ không, bạn sẽ tha thứ cho họ. Nếu họ đã học qua, họ biết rõ mà còn cố phạm thì có thể trách móc. Cho nên đây là thành tắc linh. Câu nói này là vô cùng phù hợp, nói được vô cùng hay. Còn như sức khỏe không tốt thì nhất định là có nguyên nhân khác. Có thể là môi trường sống, ăn uống. Đây là vấn đề trực tiếp nhất. Mặc dù chúng ta không chú trọng sâu về ăn uống, nhưng phải chú ý vệ sinh. Khi phần còn tại thế rất xem trọng với vấn đề này. Vì sao trong cửa Phật thời bấy giờ, khi âm bình bát bị khất thực thì các ngài phải ăn hết, không ăn hết thì các ngài bố thí cho súc sanh, các ngài bố thí cho chim thú, cho chúng ăn, nhất định không để sang bữa sau. Đây chính là vệ sinh mà ngày nay chúng ta nói. Thời tiết Ấn Độ nóng, lại không có tủ lạnh, không bảo quản được. Cho nên sau khi khất thực vậy thì nhanh chóng ăn hết. Đồ ăn không hết thì cúng dường cho súc sanh, không thể để đến hôm sau. Ngày nay ta lại khất thực nhiều một chút, hôm sau có thể không cần đi. Đây là việc không được phép làm, vậy thì không vệ sinh. Cho nên Phật rất chú ý đến vệ sinh. Ăn thức ăn thì không được ăn quá no. Ăn quá no thì bạn có lỗi với dạ vậy. Nó cũng có năng lực tiêu hóa của nó. Nếu dạ dày không thật khỏe mạnh thì bạn phải chăm sóc nó thật tốt. Không được để cho nó gắng sức quá nhiều, nó sẽ bị phản hiệu quả, sẽ phản tác dụng. Còn nữa, đây là ở Đại Đồng Sơn Tây. Ở Đại Đồng Sơn Tây có Sơn Tây Tiểu Diện. Ở trong này chúng tôi có một bộ đĩa, có thể xem thử, có thể lấy làm tham khảo. Thậm chí bạn đến Sơn Tây Tiểu Diện để tham quan thử xem, xem thử đời sống sinh hoạt của họ. Họ có nhiều bệnh rất kỳ quái, bác sĩ đều không thể chữa trị, họ đã có thể hồi phục, cảm ứng không thể nghĩ bạn. Nên khiêm tốn đi tham quan, đi thỉnh giáo. Câu hỏi tiếp theo xin hỏi, đệ tử Phật liệu có thể đảm nhận công việc nhân viên y tế hoặc nhân viên văn thư tại công ty thuốc lá và rượu được không? Có thể, không có gì là không thể. Miễn là bạn không bị nhiễm thuốc lá, rượu. Biết thuốc lá và rượu có hại đối với thân tâm, không có chỗ nào tốt. Bạn làm việc ở trong đây cũng được. Bạn có thể làm một tấm gương tốt ở trong công ty thuốc lá và rượu, mà có thể không uống thuốc, không uống rượu, là một tấm gương tốt. Bạn cũng có thể độ hóa người khác, vậy thì công đức rất lớn. Câu hỏi tiếp theo, đệ tử có một đồng nghiệp làm công việc vận chuyển rượu thuốc lá, học Phật chưa đến một năm, tinh tấn niệm Phật. Có một ngày trong mộng thấy Tây Phương Tam Thánh đến tiếp dẫn. Lúc đó anh ấy khởi một ý niệm, con của mình vẫn còn nhỏ, xin A Di Đà Phật mấy năm sau mới đến tiếp dẫn.
A Di Đà Phật lập tức biến mất không thấy nữa. Đến nay đứa bé đã lớn rồi nhưng vẫn không thấy A Di Đà Phật đến tiếp dẫn. Xin hỏi đời này có thể giảng sanh không? Công việc rượu và thuốc lá không phải là sự nghiệp như pháp. Vì sao A Di Đà Phật vẫn đến tiếp dẫn vậy? A Di Đà Phật đến tiếp dẫn nhất định là có nhân duyên kiếp trước. Kiếp này bạn niệm Phật, thời gian học Phật không dài, nhưng thiện căn trong đời quá khứ sâu dày mà bạn không biết.